Xin chào, lại là Hùng đây. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Tôi vừa đi tham dự một trong các chương trình của công ty. Đó là sinh nhật lần thứ tư của công ty. Rất khó để có thể nói lên được cảm xúc. Nói hết được cảm xúc của tôi. Tôi thấy mình rất là may mắn vì mình đang được cống hiến ở trong một cái doanh nghiệp, trong một cái công ty. Rất là tuyệt vời. Ở đó mình có thể ở đó mình có thể thực hiện những cái ý tưởng, những cái hoài bão của mình vào trong thực tiễn, trong thực tế để tạo ra những chiến dịch, những cái campaign, những cái chương trình mà thực sự là nằm ngoài cả cái sự tưởng tượng. Rất thú vị và mình rất là biết ơn những cái con người, những cái thành viên ban sáng lập, những cái con người đầu tiên đã tạo ra một cái nền móng của công ty như hiện tại, để bây giờ mình được làm việc ở trong cái môi trường như thế này. Thực sự mình rất là biết ơn vì điều đó. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.